Trong một tuyên bố được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba gặp những người đồng cấp NATO tại Brussels hôm 29 tháng 11, Liên minh quân sự phương Tây cho biết đang xây dựng lộ trình để Ukraine chuyển đổi sang khả năng tương tác hoàn toàn với NATO. NATO định nghĩa khả năng tương tác là việc sử dụng các loại vũ khí và thiết bị, chiến thuật và học thuyết chung, cũng như các tiêu chuẩn về thuật ngữ và liên lạc, để cho phép các quốc gia thành viên và đối tác của họ cùng nhau hoạt động trên chiến trường. Trước cuộc họp hôm 29 tháng 11, ông Kuleba cho biết, chúng tôi gần như đang trở thành một quân đội NATO trên thực tế, xét về năng lực kỹ thuật, phương pháp quản lý và nguyên tắc điều hành quân đội. Tuyên bố không đề cập việc Ukraine gia nhập NATO trong tương lai gần. Thay vào đó, họ ca ngợi cam kết của Kiev đối với các cải cách chính trị và quân sự vì những thay đổi này sẽ giúp Ukraine trên con đường trở thành thành viên NATO trong tương lai. Kiev đã bị những cải cách này ràng buộc kể từ năm 2008 khi NATO nói Ukraine sẽ trở thành thành viên vào một thời điểm không xác định trong tương lai. Khi hội nghị thượng đỉnh thường niên của NATO bắt đầu vào tháng 7 mà không có lời mời làm thành viên, ông Zelensky cáo buộc khối này đã không thể hiện sự tôn trọng đối với Ukraine, đồng thời nói rằng việc NATO áp đặt các điều kiện cho Kiev gia nhập khối là chưa từng có và vô lý. Sau đó, ông thay đổi dòng điệu, thừa nhận việc Ukraine đang trong một cuộc xung đột sẽ kéo các nước còn lại của khối vào cuộc chiến với Nga. Ông nói những điều kiện NATO đặt ra là có thể hiểu được. Xuất hiện cùng với ông Kuleba hôm 29 tháng 11, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhắc lại rằng Ukraine sẽ trở thành thành viên NATO khi các đồng minh đồng ý và đáp ứng các điều kiện. Nga đã nhiều lần nói rõ rằng việc Ukraine trở thành thành viên NATO là không thể chấp nhận được đối với Moscow. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ báo Thanh Niên.